Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Thanh truyền hình Cà Mau. Hôm nay thứ Bảy, ngày 18 tháng 5 năm 2024, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2024, chiều hôm qua, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Giang Bi đến trao huy hiệu đảng cho hai đảng viên tại huyện Trần Văn Thời. Đến trao huy hiệu 60 năm tuổi đảng cho đảng viên Lê Thị Thảo, sinh hoạt tại chi bộ khóm 1 thị trấn Trần Văn Thời. Huy hiệu 65 năm tuổi đảng cho đảng viên Lương Hồng Lý, sinh hoạt tại chi bộ ấp Trùm Thuật, xã Khánh Hải. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Giang Bi trân trọng ghi nhận những đóng góp của các đồng chí cho sự nghiệp cách mạng của đảng. Mong muốn các đồng chí tiếp tục là tấm gương sáng cho thế hệ con cháu noi theo. Sáng nay, Bí thư Huyện ủy Trần Văn Thời Nguyễn Minh Nhất đã đến trao huy hiệu 50 năm tuổi đảng cho đảng viên Phạm Ngọc Kháng đang sinh hoạt tại chi bộ ấp Kinh Ngang, đảng bộ xã Khánh Lộc. Trân trọng cảm ơn quá trình cống hiến trong suốt thời gian qua, đồng chí Nguyễn Minh Nhất mong muốn đảng viên Phạm Ngọc Kháng tiếp tục tiên phong gương mẫu, giáo dục con cháu noi theo truyền thống gia đình, dành tâm sức góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng huyện nhà ngày càng giàu đẹp, văn minh. Thưa quý vị và các bạn, xác định công tác giảm nghèo là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Những năm qua, cấp ủy đảng, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ như đẩy mạnh đào tạo nghề cho lao động nông thôn, phát huy vai trò tiên phong của đảng viên giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo vươn lên, cải thiện đời sống. Thiết thực, đưa các chủ trương chính sách của trung ương, của tỉnh về giảm nghèo bền vững vào cuộc sống. Nhằm giúp đỡ các hộ nghèo trên địa bàn thoát nghèo bền vững, chi bộ ấp 5 xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời đã linh động sáng tạo xây dựng các mô hình phù hợp với thực tế địa phương, phát động từng cán bộ đảng viên trong chi bộ tiên phong thực hiện, sau đó vận động bà con cùng thực hiện. Sau 3 năm triển khai mô hình đưa rau màu xuống ruộng, sau 2 vụ lúa trong năm, toàn ấp 5 đã xóa trắng hộ nghèo. Qua cái tuyên truyền của như vậy là chi bộ, chính quyền, các đoàn thể thì như vậy là bà con cũng thấy là cái mô hình nó có hiệu quả, thì như vậy từ đó thì như vậy là cũng tuyên truyền vận động bà con, như vậy là lúc đầu nó ít hộ nhưng mà giờ tham gia thì giờ nó nhiều hộ, thấy là làm ăn có hiệu quả thì bà con rất phấn khởi và như vậy là hưởng ứng tham gia rất tích cực. Đảng ủy và ban thường vụ đảng ủy cũng là chỉ đạo các ngành quyết liệt xây dựng kế hoạch và đạt ra các cái chỉ tiêu coi như là hàng năm để phấn đấu trong nhiệm kỳ, coi như là nó đạt cái tỷ lệ cái hộ nghèo rồi còn thấp nhất theo cái nghị quyết đặt ra. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2025, tỷ lệ nghèo đa chiều duy trì mức giảm từ 1 đến 1,5% trên năm mà nghị quyết Đại hội 13 của Đảng đã đề ra. Ban Bí thư đã ban hành chỉ thị số 05 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030. Theo đó, các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo chỉ đạo công tác giảm nghèo bền vững, xác định giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ chính trị quan trọng thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Đảng ủy, ủy ban quan tâm chỉ đạo quyết liệt. Đặc biệt thì cũng hàng năm cũng xây dựng các kế hoạch để giảm nghèo ở tại địa phương gắn với cái công tác xây dựng nông thôn mới. Hiện nay thì tỷ lệ của hộ nghèo cận nghèo của xã Hòa Thành là đảm bảo trong cái tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao mà xã đang hướng tới để thực hiện cái nghị quyết đại hội đảng bộ xã là sẽ xây dựng xã Hòa Thành đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong giai đoạn 2025. Tỉnh Cà Mau phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều hàng năm là 0,5% đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo còn không quá 1%. Để thực hiện mục tiêu này, ngoài quyết tâm cao của Đảng, Nhà nước và các bộ ngành địa phương, rất cần sự vào cuộc một cách chủ động tích cực của mọi người dân, đặc biệt là những hộ nghèo, hộ cận nghèo, phải luôn có khát vọng vươn lên để làm chủ cuộc sống. Nằm trong chuỗi các hoạt động ý nghĩa chào mừng Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp, phát huy tinh thần xung kích tiên phong tình nguyện, hôm qua, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Cà Mau phối hợp với Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau và các đơn vị đồng hành tổ chức hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi năm 2024.
Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi năm 2024 tại vườn quốc gia Mũi Cà Mau triển khai 6 công trình phần việc ý nghĩa, phát huy sức trẻ thanh niên trong hoạt động cống hiến tình nguyện về cộng đồng. Với các thiết bị hiện đại như X quang, máy siêu âm, máy đo điện tim, các y bác sĩ đã khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 300 lượt người hiện công tác tại vườn quốc gia và người dân tại xã Đất Mũi. Bên cạnh đó, hành trình đã trao công trình thắp sáng đường quê, tuyến đường cờ Tổ quốc dẫn vào khu du lịch với chiều dài 1.000m, trao tặng nhu yếu phẩm, dẫu trợ gạo cho lực lượng bảo vệ rừng, hỗ trợ cây giống, con giống, thực hiện mô hình chăn nuôi và phủ xanh thêm khu vực vườn, tặng quà cho các cháu thiếu nhi nhân dịp 1 tháng 6. Tổng kinh phí hoạt động hơn 150 triệu đồng được Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vận động từ nhiều đơn vị đồng hành đóng góp tham gia hành trình. Tiếp theo chương trình là kỳ cuối của loạt phóng sự Tận mắt Trường Sa. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Là người Việt Nam, chắc hẳn mỗi người đều mong ước một lần trải nghiệm chiêm ngưỡng dải non sông tươi đẹp. Và mong ước ấy chỉ trọn vẹn khi đến được với Trường Sa, vùng biển đảo thiêng liêng, không thể tách rời của Tổ quốc. Tính đến sáng 11 tháng 5 năm 2024, đoàn công tác số 16 đã đi qua 6 đảo gồm Lendao, Sinh Tồn Đông, An Bang, Đá Đông C, Đá Tây B và Trường Sa. Điểm cuối cùng mà đoàn đến thăm lần này là nhà giàn DK1/9. Nhà giàn DK1/9 còn gọi là nhà giàn Ba Kè. DK là tên viết tắt của cụm dịch vụ kinh tế khoa học kỹ thuật, được xây dựng dưới dạng các nhà giàn trên thềm lục địa phía nam của Việt Nam, cách đất liền khoảng 250 đến 350 hải lý. Những cụm nhà giàn DK được hiểu như công trình phục vụ mục đích dân sự trên biển. Số 1, chỉ những nhà giàn ở dòng ngoài cùng, xa nhất. Để tiếp cận được nhà giàn là một vấn đề khó nếu như gặp phải lúc có sóng gió lớn trên biển. Khi lên được nhà giàn lại là một thử thách đối với những người sợ độ cao bởi phải chinh phục thêm những bậc thang dốc và cao hơn 30 mét so với mặt nước biển. Nhìn từ xa, nhà giàn như một giọng gác chơi dơi giữa biển. Song khi đặt chân đến tận nơi, không gian sinh hoạt nơi đây tương đối rộng rãi. Ở nơi bốn bề biển cả khan hiếm nước ngọt, việc trồng rau xanh tự cấp tại chỗ của cán bộ chiến sĩ cũng là một nhiệm vụ khó khăn, thử thách. Vì đất phải mang từ đất liền ra và việc tưới tiêu phải hết sức tiết kiệm. Anh em ở đây thì nhìn vào số lượng nước để sinh hoạt, không phải là lúc nào cũng sinh hoạt như lúc nào. Có những lúc cũng khó khăn, nhưng mà có những lúc thì về mùa cuối năm thì mưa nhiều thì anh em sinh hoạt cũng thoải mái. Hay là tích trữ được càng nhiều càng tốt. Thường ở giai đoạn từ đầu năm này đến khoảng tháng 8 đến 9 là gần như là không có mưa, hoặc là mưa thì không đáng kể. Tương đối là khó khăn về đầu năm. Hơn một giờ tham quan tìm hiểu đời sống và tặng quà, đoàn công tác đã cảm thông sâu sắc và phần nào hiểu được những khó khăn vất vả của cán bộ và chiến sĩ nơi đây, đồng thời càng thêm cảm phục ý chí kiên cường của các anh luôn vững chắc tay súng bảo vệ sự bình yên cho vùng biển thiêng liêng thêm lục địa phía nam của Tổ quốc. Nhà giàn DK1/9 là điểm cuối cùng mà đoàn đến thăm trong hải trình, nhưng không là điểm cuối của chuyến đi đối với các thành viên trên tàu KN290 lần này. Một chuyến công tác mà theo đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải đánh giá là chuyến công tác đặc biệt. Ở đó, đích đến là mỗi thành viên của đoàn công tác hiểu sâu sắc hơn về biển đảo của quê hương, để đoàn kết hơn, chia sẻ hơn, ý thức hơn, cùng góp công bảo vệ, giữ gìn biển đảo. Tình cảm, cái cảm xúc của những người chiến sĩ trên các đảo cũng như là tâm lý của những người nghệ sĩ, những người tham gia cùng đoàn công tác thì hòa nhập vào một cái không khí, một cái sự chia sẻ, một cái sự thấu hiểu cũng như là một cái sự động viên tinh thần của tất cả chiến sĩ ở các đảo, và cũng thấy được cái sự khó khăn gian khổ của các chiến sĩ đã và đang ngày đêm canh giữ biển trời của Tổ quốc. Với cái sự kiên cường, lòng quyết tâm, ý chí cũng như sự dũng cảm, mưu trí của lực lượng Hải quân Nhân dân Việt Nam thì đã đang làm những nhiệm vụ hết sức là thiêng liêng, bảo vệ độc lập, chủ quyền cho lãnh thổ. Và phải đi, phải trải nghiệm những chuyến đi này thì mới thực sự hiểu hết được cái công việc của các anh, và từ đó thì mình cũng cảm thấy là yêu hơn, tự hào hơn về biển đảo quê hương, cũng như là có cái ý thức trách nhiệm hơn trong việc đóng góp xây dựng và bảo vệ chủ quyền độc lập. Xin gửi lời cảm ơn
nhiều nhất đến Bộ Tham mưu, Chỉ huy Cục Kỹ thuật, Cục Hậu cần, Cục Chính trị, Quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng 2, Vùng 4, Vùng 5, Bộ Tư lệnh Lữ đoàn 125, 146 Quân chủng Hải quân và các đơn vị có liên quan thuộc Quân chủng Hải quân đã hiệp đồng chặt chẽ, điều hành chuyến đi an toàn và hiệu quả nhất. Cũng xin cảm ơn các đoàn đại biểu đã tích cực phối hợp, đồng hành với tinh thần cao nhất cùng với các đại biểu Cà Mau thực hiện chuyến công tác có nhiều dấu ấn tốt đẹp nhất. Qua chuyến công tác này, tôi nghĩ rằng mỗi đại biểu chúng ta sẽ càng nâng cao hơn nữa ý thức trách nhiệm của mình trong việc giữ gìn chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Tổng kết chuyến công tác, chưa kể quà của các đơn vị khác, riêng tỉnh Cà Mau đã trao tặng tổng giá trị các phần quà khoảng 1 tỷ 544 triệu đồng. Sự góp sức nhỏ bé về vật chất ấy trở thành nguồn động viên tinh thần to lớn cho cán bộ chiến sĩ quân dân trên các điểm đảo Nhà Giàng. Tỉnh Cà Mau có 3 mặt giáp biển, có bờ biển dài và bậc nhất nước với hơn 254 km và có vùng biển rộng lên đến gần 80.000 km2, trong đó có một số hòn đảo. Tình yêu đối với biển đảo như đã có sẵn trong mỗi người. Chuyến công tác không chỉ để lại một kỷ niệm đẹp trong đời, mà qua đó làm cho mỗi người hiểu sâu sắc hơn, trọn vẹn hơn về biển đảo, trở thành một tuyên truyền viên tích cực, đồng thời ý thức trách nhiệm hơn với quê hương, chung tay cho biển đảo, cho đất nước giàu mạnh, phồn vinh. Sáng nay, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện U Minh khai mạc giải xe đạp chào mừng kỷ niệm 45 năm ngày thành lập huyện U Minh tranh cúp Win-Win Pro. Giải xe đạp tranh cúp Win-Win Pro nằm trong chương trình sự kiện Cà Mau điểm đến 2024. Đây là lần đầu tiên giải được tổ chức với sự tham gia của các câu lạc bộ xe đạp trên địa bàn tỉnh. Có 70 vận động viên tham gia thi đấu ở hai nhóm tuổi, trên 50 và dưới 50 tuổi. Nội dung thi đấu với chiều dài tuyến đường 37 km, xuất phát tại thành phố Cà Mau đi thị trấn U Minh. Giải xe đạp tranh cúp Win-Win Pro là sân chơi bổ ích cho các vận động viên xe đạp phong trào, qua đó phát triển phong trào thể dục thể thao bằng xe đạp cho người dân trên địa bàn tỉnh. Đây cũng là dịp để các vận động viên xe đạp trong tỉnh cọ sát, nâng cao trình độ chuyên môn, chuẩn bị lực lượng tốt nhất tham gia các giải đấu quan trọng trong thời gian tới. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất Chính phủ ban hành nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1 tháng 7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực nhà nước. Sau khi tham vấn ý kiến của các bộ ngành và địa phương, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa đề nghị Thủ tướng xem xét ban hành nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Theo đại diện Bộ Lao động Thương binh Xã hội, lương tối thiểu vùng được duy trì gần 2 năm nay. Qua tính toán của Bộ phận Kỹ thuật thuộc Hội đồng Tiền lương Quốc gia, với dự kiến CPI năm 2024 tăng 4,5%, mức lương tối thiểu hiện nay không còn đảm bảo mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình tại thời điểm năm 2024. Bộ Lao động Thương binh Xã hội cho rằng điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng là rất cần thiết nhằm bảo đảm mức sống tối thiểu của người lao động, đồng thời đề xuất Chính phủ điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng tăng bình quân 6%, tương ứng tăng từ 200.000 đồng đến 280.000 đồng. Thời điểm tăng lương từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, trùng thời điểm cải cách tiền lương khu vực nhà nước. Ngày 17 tháng 5, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành quyết định thanh tra việc chấp hành các chính sách pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng của các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp, hoạt động kinh doanh vàng. Các nội dung bao gồm thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh vàng, thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về phòng chống rửa tiền, thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về chế độ kế toán, lập và sử dụng hóa đơn chứng từ, về kê khai và thực hiện nghĩa vụ thuế. Nội dung của quyết định nêu rõ, thời kỳ thanh tra từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 đến ngày 15 tháng 5 năm 2024. Khi cần thiết có thể thanh tra trước hoặc sau thời kỳ nêu trên, đoàn thanh tra có sự tham gia của đại diện thanh tra Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Công thương. Thời gian thanh tra 45 ngày, đoàn thanh tra sẽ tiến hành thanh tra theo đúng quy định của luật thanh tra và các quy định có liên quan.
Trên địa bàn huyện Đầm Dơi vừa xảy ra sạt lở gây thiệt hại nhà dân. Sáng nay, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ hai hộ dân. Vụ sạt lở xảy ra tại ấp Hiệp Dư, xã Nguyễn Quân khiến cho căn nhà của hộ bà Trần Thu Phương bị thiệt hại hoàn toàn, trị giá khoảng 40 triệu đồng, và gây sạt lở căn nhà sau của hộ ông Trần Công Lý, thiệt hại 15 triệu đồng. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Đầm Dơi trao hỗ trợ và động viên các gia đình cố gắng khắc phục khó khăn, sớm ổn định cuộc sống. Tại huyện Nam Căn, từ đầu năm đến nay đã xảy ra 4 vụ sạt lở ảnh hưởng đến 55 mét lộ giao thông nông thôn và một căn nhà dân, ước thiệt hại 330 triệu đồng. Dự báo tình hình sạt lở sẽ diễn biến phức tạp hơn khi vào mùa mưa bão, địa phương đang tăng cường chủ động thực hiện các giải pháp ứng phó. Mặc dù chưa vào cao điểm của mùa mưa, nhưng từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 5, huyện Nam Căn đã ghi nhận liên tiếp 3 vụ sạt lở tại các xã Hàm Đồng, Tam Giang và Hiệp Tùng, gây thiệt hại hoàn toàn một căn nhà với diện tích 45 mét vuông và 35 mét lộ giao thông, ước thiệt hại gần 200 triệu đồng. Điều đáng nói là các vụ sạt lở xảy ra vào thời điểm đêm khuya, gây hoang mang cho người dân. Nó sụt kiểu năm nào cũng đưa vô múc gần mấy chục kè bờ đó, cũng mới kè mấy chục triệu nữa đó. Tầm giác sáng đó, nó có lỡ cái đường mấy ngoài, rồi cho nó trong một đêm một hôm nó mới sụp xuống. Huyện Nam Căn hiện có 61 vị trí có nguy cơ sạt lở cao với chiều dài khoảng 100 km, ảnh hưởng hơn 1.000 hộ dân. Riêng xã Hàng Vịnh hiện có khoảng 100 hộ dân có nguy cơ ảnh hưởng do sạt lở. Những ngày qua, cùng với công tác gia cố các vị trí xung yếu, địa phương cũng đang tính toán phương án di dời dân đến nơi tránh trú an toàn. Hiện nay thì cái nguy cơ sạt lở chủ yếu là ở đầu hạ, ở dầm sáng cá ngay trên và cái ở dưới ấp xuống lưng trong đó. Thì tới mùa sạt lở thì ở ủy ban nhân xã cũng xây dựng kế hoạch và thực hiện các cái bài tuyên truyền đến người dân để người dân là chủ động trong cái việc ứng phó, chủ yếu là để đảm bảo cái tài sản và tính mạng của người dân là chính. Thì bên cạnh đó thì ủy ban xã cũng chỉ đạo ngành chuyên môn đó kiểm tra lại các cái phương tiện dụng cụ và xây dựng cái phương án để khi có tình huống xảy ra mình di tán dân cho nó kịp thời. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, năm 2024 có từ 11 đến 13 cơn bão áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, trong đó có từ 5 đến 7 cơn bão ảnh hưởng đến đất liền. Đặc biệt, triều cường được dự báo sẽ cao và diễn biến phức tạp hơn nhiều năm. Riêng các huyện ven biển của Cà Mau nguy cơ sạt lở cao do sóng lớn. Trước những dự báo này, cùng với diễn biến sạt lở trong những ngày qua, huyện Nam Căn đã và đang xây dựng nhiều kịch bản ứng phó với thiên tai. Hiện nay thì ban chỉ huy phòng chống thiên tai cũng củng cố lại cái lực lượng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và ban hành các văn bản chỉ đạo cho ban chỉ huy phòng chống thiên tai các xã thị trấn thì củng cố lại lực lượng, đồng thời thực hiện phương châm 4 tại chỗ và dự trữ phương tiện vật tư và chỉ đạo cho các lực lượng như công an, dân quân thường trực và bảo vệ dân phố nâng cao ý thức để hỗ trợ người dân khi có thiên tai xảy ra. Những tháng đầu năm, Cà Mau thiệt hại khoảng 28 tỷ đồng do hạn hán gây ra tại các vùng ngọt hóa như Trần Văn Thời, U Minh và Thới Bình. Bước vào mùa mưa bão, các địa phương ven biển được dự báo sẽ chịu tác động nặng nề từ sạt lở, triều cường và nước biển dâng. Trước thực tế trên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Huỳnh Quốc Việt đã chỉ đạo các sở ngành cấp tỉnh, các địa phương khẩn trương các phương án đối phó với thiên tai trước khi mùa mưa bắt đầu. Ngoài huyện Nam Căn, các địa phương còn lại cũng cần xây dựng kịch bản ứng phó với thiên tai, trong đó chú trọng đến kiện toàn lại bộ máy theo luật phòng thủ dân sự, sẵn sàng phương tiện nhân lực, đặc biệt là phải phát huy được vai trò chủ thể của người dân trong phòng chống thiên tai. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự của Đài Thanh truyền hình Cà Mau đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.